Sơn thấy có một cái xe bún thịt nướng của một cái cô này bán. Là cô bán nay là đã trên 30 năm rồi. Cô bán đắt quá ha. Sáng nào cô bán cũng đắt hết trơn hả? Cô lúc xưa thì cô đã ở Chợ Lớn, thì bây giờ cô đến đây cô bán. Trên 30 năm luôn. Quá luôn rồi. Dạ, dạ. Tức là cô bán rất là nhiều chợ. Ăn đúng không? Dạ đúng rồi con. Một phần vậy là 25 ngàn hả con? Để đồ phòng nè. Đó bán một nè. Nói cho bán là 400 đồng hồi xưa. Dạ, có dưa chua. Bây giờ là 25 ngàn. Hộp bún như vậy là 25 ngàn đồng. À, có thịt nướng nè, có chả giò, rồi để rau thơm và một ít dưa chua, có mỡ hành vào trong đây nữa. Xin chào quý cô chú anh chị cùng các bạn thân mến. Đây là cổng trước của chợ Phạm Văn Hai. Cổng trước chợ Phạm Văn Hai thì quay ra đường Phạm Văn Hai thuộc phường 3 quận Tân Bình. Nguyên khu vực phía trước này là dành cho không gian gửi xe. Và đây là con đường bên tay phải, hẻm bên tay phải chợ Phạm Văn Hai. Đây là đường Tăng Sơn Hòa. Thì đầu trước của con đường này thì lúc nào cũng có những sạp trái cây bán là đủ loại trái cây hết trơn á. Loại trái cây là tươi ngon luôn, mình mua về cúng là sẽ có đủ loại. Hôm nay là ngày mùng 9 Tết và cũng là ngày mà nhiều cơ sở sẽ khai trương. Người ta sẽ mua những loại trái cây, như vậy là trái cây trong những ngày này á, có thể thì nó sẽ giá nhỉnh hơn ngày thường tí xíu. Sập hoa trái cây và đó là quýt thái. Quýt thái thì tùy theo chỗ bán, có nơi thì bán 35.000 đồng ký, có nơi thì bán 50, tức là có thể là dao động từ 35 đến 50.000 đồng ký. Thường ngày thì những sạp trái cây bên này nè bán đầy đủ hết. Gian này lúc nào cũng có bán ốc hết, đủ loại ốc. Bên trong đó thì bán hàng tạp hóa đó, nghêu 70, lớn tí loại 60, loại 50. Đi dần ra xa chút xíu đó là khu vực mà mọi người đi chợ đông đúc. Quả sẽ nhiều chim chôm nè, quýt nè, ngon ghê. Và đến khu vực này thì mọi người đi đông đúc hơn khu vực ở ngoài kia. Xe thì vào trong đây. Nếu đi rửa xe đi thì mình không bị kẹt xe. Rất là nhiều cơ sở bán hải sản, Minh Hải, đây nè, hải sản nhiều lắm. Và đặc trưng là bán rất là nhiều ốc. Ở bên trong mọi người đi vào mua ốc nhiều đó, đông đông á. Tôm, cua, ghẹ trong đây, tập trung trong đây bán nhiều. Đồ cúng này bán nhiều lắm đó nè. Quá xa nhiều, có những cái thỏi vàng nè. Vào đây thì có bãi giữ xe nè, bên trong này có khu vực giữ xe trong đây nè. Tôm càng xanh, ốc đây cũng là một cơ sở ốc Bình Xú. Tôm trong đây nhiều lắm.
nhộn nhịp quá. Xe sáng thì nhiều người chạy vào đây nên là cái phần ngõ đi vào chợ bên tay phải này nó bị hơi kẹt xe một tí. Hàng rau củ ở chỗ này bán rất là nhiều loại rau ngon. À, sáng nay thì mọi người đi vào trong đây nè, mua cũng nhiều nữa. Hành lạc sẵn á, ngon á. Hành, xả, cải. Cả những đồ đây ngon quá nè. Trái cây. Những trái xoài hòa lọc nó ngon quá luôn ha. Nó to. Cái loại đây có thể là lợi nhất á. Hoa cúng. Hôm nay thì không thể thiếu ở trong chợ này ha. Vạn thọ nè. Rau này ngon, quá hết chừng ngon rồi. Hoa hôm nay thì bán hơi nhiều quá. Và cả rất là nhiều hàng xôi chè. Sự gắt. Ở đây cũng vẫn là trên đường Tăng Sơn Hòa. Đây là cái con hẻm nằm phía sau của chợ đó. Rau củ hôm nay bán nhiều quá luôn à. Ngay cái đầu hẻm này á thì ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng có bán nhiều loại cá biển. Sang thấy có một con cá bóng mú nè. Cá bóng mú này nó to quá, chừng to luôn rồi nè. Các hoạt động mua bán hôm nay vô cùng tấp nập luôn á. Sạp bán hoa và đồ cúng thì hôm nay là bán có thể là chạy á. Vì ở Sài Gòn thì hôm nay còn rất nhiều cơ sở kinh doanh là hôm nay người ta mới khai trương thôi. Bán những loại hoa cúng, vạn thọ này. Và sau lưng chợ thì bán các loại hàng thịt gốc, đồ nhiều vô cùng á. Hàng thịt hôm nay chỗ này nè, đắt quá luôn à. Đông người. Trái cây vào cái không gian này là lúc nào cũng nhiều loại trái cây, vô cùng nhiều luôn. Hôm nay trái cây thì nó hơi nhỉnh hơn, nhỉnh giá cao hơn chút xíu so với ngày thường ha. Thanh long. Thanh long này 25.000 ha. Trái cây cúng mà tươi quá rồi. À, mặn cầu sim nó 25.000 á, còn nhãn mắt bên trong là 40.000 đồng ký. Này, loại mặn này là 17.000 đồng. Và cái quýt này hôm nay là bán tới 50.000 đồng ký á. Đủ hả? Thịt gà, thịt vịt, thịt heo. Có những bảng giá nè, ba rọi 165, thịt đùi là 125. Cốt lết 515, thịt vai thì 120, nách thì 120. Còn xay ra thì 120, mỡ là 75.000.
Vú sữa đang 20.000 đồng một ký. Trái vú sữa là để cúng, là nhìn nó đẹp á, trái nó no tròn thôi. Các loại trứng đây. Dưa hấu 9.000 đồng ký. 9.000 là rẻ đó, hồi này là đã rẻ lại đây. À, ở đó thì bán nhiều loại trái cây kìa. Hỏi giòn 8.000 đồng ký. Trái cũng khá tốt ha, 8.000 mà nó tốt á. Có chỗ bán 15.000 mà ở đây bán người rẻ rồi đó. Vú sữa hộp gà 17.000, ở chỗ này bán rẻ nè. Rẻ thì trái nó cũng to. To lắm á, loại này mình mua mình cúng được nè. Đây là con hẻm quả nằm phía sau chợ luôn á. Đi dài ra phía sau luôn. Qua nhộn nhịp luôn ha. Thật là vui. Cà chua ngon quá, cà Đà Lạt 10.000 đồng ký. Lúc này cà đó đã đang chín đỏ rồi. Ngon quá luôn, đỏ. Mua về mình ăn sống hoặc là làm sinh tố uống cũng được ha. Hồi hôm nay để cúng mà. Đây có một cái quầy bán cá biển. Quầy nhỏ nhỏ thôi ha. Vài con cá biển. Có các loại chả chiên, chả lụa, đậu hũ chai nè. Vào nguyên sạch trái cây này lớn luôn ha. Đủ loại trái cây ở đây chưa à? Nhưng mà trái cây này tươi quá. Con hẻm này có tên là đường Định Điền. Và thì con hẻm này lúc nào cũng nhộn nhịp. Mọi người đi chợ đông đúc lắm. Bán đồ là hầu như cái khu vực này lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc hết trơn. Và những loại cải thìa đấy kìa đây, ngon quá. Chút xíu nữa thì trong khu vực này, chợ này á, mới đông đúc hơn nữa. Cái này bán cả loại đồ nấm nè. Có ngó sen phía trước này. Các gia vị. Chanh, hành, tỏi, ớt. Bên trong này có loại ớt người ta đã xay sẵn luôn đó. Dạ, gặp phủ đi thì mọi người đến đây mua đông nha. Okay,
Đây bên đây có củ su. Su này có giá là 8.000 đồng một ký. Đây là cái quầy bán cà chua nhiều lắm đó. Có mấy loại lận á. Ngoài này thì 10.000 đồng một ký. Ở bên trong đây cũng có loại là 9.000 nữa. Bầu, bí đao, hành. Hôm nay là có thể là ở nhà người ta làm món ăn á, xào nấu nên người ta sử dụng nhiều hành củ, rau củ nè. Những cái bắp cải đó hả, to lớn nhìn đẹp quá luôn. 10.000 đó là lớn này, 10.000 đồng ký, bắp to quá. Chỗ này nè, đồng đốt quá xá luôn à. Quầy rau của chị này bán đắt quá luôn rồi nè. Dưa leo nó ngon quá ha. Ba cái cải thìa đó, những loại cải thìa nó xanh mà nó ngon vô cùng luôn á. Dưa leo thì trái nó non. Cái hàng rau củ tôm cá thì xen kẽ với nhau, nó không có theo cái khu vực nào hết, nhưng mà nó xen kẽ ha. Chỗ này thì bán gà sống nhiều lắm, cũng như là cũng có nhiều chỗ bán. Ở đây là sát bên kia cũng có bán gà sống nữa. Thấy đông đúc quá, nhộn nhịp. Chợ này hầu như là đến ngày thứ bảy và chủ nhật á đều đông đúc và nhộn nhịp. Rau củ thì đủ loại chứ, mà giá thì cũng rẻ, không có chặt chém. 20.000 đồng một ký là cải bông. Tôm, cá đầy đủ. Đây là quầy bán cả cá nước ngọt và cá biển nữa nè. Tỏi, hành, tiêu, gia vị. Quá xá đậu phụ ở đây nè, chảy dài ra như vậy nè, khó sức mà ông ta nữa lựa chọn ha. Bầu bí, bí đao, có cả rau vườn, rau mồng tơi nữa.
Cái dưa leo non hả? Non. Cái này về ăn sống chấm muối ăn cũng ngon hả? Cà chua, cà chua tròn hả? Nó chỉ giới thiệu này, cà chua này là ngon nè. Cái trái nó tròn hả mà chín đỏ hết trơn. À, có những chiếc xe đi vào trong đây được hả? Hay sao thấy đi gửi xe đi cho nó thoáng cái hẻm mà nó rộng nữa, đi khỏi mắc kẹt xe. Có nấm rơm nè, nấm rơm này nó hơi nhỏ nhỏ một tí xíu hả? Thịt bê, thịt heo rừng và có thịt dê nữa. Chú nó cười quá. Có cả những cái đồ trong nhà bếp đó nè. Những sản phẩm nhà bếp này làm từ cây dừa đó ha. Người ta là bữa giờ xanh này, giờ anh sổ bán 25 ngàn phí. Trái to, rất là to. Này bán sổ ngày thường thì 35 ngàn ha anh. Và ra còn có bơ nữa nè. Dạ. Có bán các loại sữa nữa nè. Có gà muống hả? Gà muống này ngon quá ha. Chắc cây trồng trọt này nhiều lắm. Ồ, trái cây là dài tốt như trước luôn á. Mọi người mua đông quá. Cà pháo đó thì 10 ngàn đồng một ký. Đậu rồng không để giá, đậu rồng không để giá nên không biết giá bao nhiêu. Thay mặt to quá ha, củ này bây giờ mình nấu ăn nó ngon nè. Chợ này là trái cây nhiều quá luôn rồi, đủ loại trái cây hết trơn á. Này là thỏa sức mà mua về mình cúng á. Có cả bán đồ đổ đóng như vậy nè. Phía đằng trước kìa, đông đúc nhộn nhịp quá. Gậu củ nè, đủ loại hết trơn ha. Quá trời rau củ đây luôn rồi nè. Tôm, có tôm càng xanh nữa. Đây có một ít lá trà xanh nè. Đây là cải bó xôi nè, 20 ngàn đồng một ký. Chợ này rau củ thì quá xá luôn ha. Có một xe vú sữa đó là 20 ngàn đồng ký. Dù hoàng kim. Vú sữa này qua Tết cũng bán còn khá nhiều á. Hoa hôm nay thì bán có thể đắt á. Khu vực này bán hoa nhiều quá luôn rồi nè. Lily bán nhiều quá hả? Có một cái bông nó nở ra là kìa. Hồng. Hoa hồng út. Đối diện bên đây thì cũng có bán hoa nè, nhiều quá luôn rồi nè. Đằng này cũng có hoa nè.
Cô này bán bắp nấu. Bắp này bán sao hả cô? 5 ngàn đấy. Bắp thì vậy là 5 ngàn đồng một trái. Cô bán con 3 trái đi cô. Cô bán đắt quá ha. Có người ta cúng bắp á, vì mọi việc ví dụ làm ăn hoặc là năm mới á, người ta nói làm gì cũng chắc ăn như bắp, nên là mọi người cũng thích mua bắp để về cúng lắm nè. Một trái như vậy 5 ngàn, bắp nếp thì 5 ngàn đồng một trái, còn bắp ngọt đó là 10 ngàn đồng 3 trái. Ủa, trái cây này chạy đi ra thẳng ngoài đường luôn á, vô cùng nhiều loại trái cây à. Chỗ này thấy cô này bán quýt 35 ngàn ký. Cái loại này thì nó ngọt nè, trái nó đỏ. Trái này gọi là trái mai cô. Bao nhiêu ký hả cô? 50, mình tính là 45. Dạ, loại này là 45 ngàn ký. Loại này giống trái lồng mứt vậy á, nhưng mà cái cô bán nó thì ngon hơn trái lồng mứt của mình á. Cái gì đó hả? To. Mỗi lúc thì chợ càng đông đúc hơn. Vì trưa trưa khoảng 7 giờ rưỡi trở lên á thì khu vực chợ này mọi người đi chợ mới đông. Bây giờ thì mọi người đi hơi đông đông hơn á. Tôm nó 250 một ký. Tôm to quá luôn ha. Này bán giá sỉ. 250, anh này bán giá sỉ, tôm càng xanh to ha. Và đến đoạn đường này nè, mọi người đi quá xá đông luôn rồi. Qua cha, cái quầy này cái anh này bán đồ hàng đắt quá. Chỗ này đi đông quá, giờ kẹt xe. Thịt gà đây nhiều quá luôn, cả chân gà xen lẫn vào đó là rau củ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.